Ôn rượu thiệt đã ghê. Nè, hôi mùi rượu quá, đi đâu đây? Sao về tối vậy? Tán tận ngàn vàng vẫn trở lại. Tao hỏi người đi đâu, sao uống say như vậy? Nói. Buông tay đi, đâu phải là phạm tội, là em của chị đó. Tủ vùng tri kỷ thiên bồi tiểu. Tán tận ngàn vàng vẫn trở lại. Quà bắt đầu cờ bán cú đà. Tao hỏi người, có phải cùng với quỷ rượu yếu rượu hay không? Ha! Hỏi này hỏi nọ, phải uống rượu với hắn. Uống rượu thì là tức quá. Đã theo quỷ rượu yếu rượu thì là quan đường. Người xưa thường nói, gần mực thì đen, gần đen thì sáng. Đừng có nói là người xưa nói mà, nghe thấy ngứa đầu. Người còn dám cãi? Tiệc là phiền quá đi, đem dạy cho chị. Người xưa thường nói, đi lấy chồng mau thì khỏi bị người ta khinh khi. Thì là đại nghịch bất đạo. Thức dậy cho chị, đọc từ đầu chi cuối quyển một có luận ngữ. Dậy đi.